Thưa quý vị và các bạn, nhận định những ngày lễ Tết Nhâm Dần 2022 là thời điểm các loại tội phạm gia tăng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương, lực lượng công an toàn tỉnh An Giang đã xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết để người dân yên tâm vui xuân đón Tết. Năm 2021 được xem là năm lực lượng công an toàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động phòng chống các loại tội phạm, thực hiện quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp, kiềm chế tệ nạn xã hội. Qua đó, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhận định những ngày Tết Nhâm Dần 2022 sắp tới chính là thời điểm các loại tội phạm gia tăng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, lực lượng công an toàn tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo kiểm soát tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Theo đó, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Song song đó, tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự an toàn xã hội, kiểm tra, phúc tra về công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, phòng chống ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Chúng tôi sẽ tập trung vào các cái loại tội phạm như là các loại tội phạm là về vấn đề trật tự xã hội, trộm cướp, giật giọc và gây mất an ninh trật tự. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng chú trọng vào cái vấn đề là các cái loại tệ nạn xã hội là số đề, đá gà, đánh bài, gây mất an ninh trật tự. Và cũng như là các cái loại tội phạm như là cho vay lãi nặng và kể cả là cái vấn đề tội phạm ma túy. Tội phạm cần chú ý như trong cái dịp Tết như là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, rồi một số cái loại tội phạm như là hàng gian, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng trong cái dịp Tết này.